Xin chào mừng quý khách đã quay lại trên kênh Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Hướng Mai xin gửi niệm lành, lời biết ơn, lời chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình quý khách. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng, thành công. Tiếp theo thì xin mời Hồng Mai hãy giới thiệu về mình. Dạ, xin chào mọi người. Mình tên là Hồng Mai, là nhân viên của công ty Hướng Mai. Hôm nay mình và cô Mai sẽ giới thiệu cho mọi người về một cái tác phẩm mới mà công ty mới ra mắt. Đây là một pho tượng vô cùng là tuyệt vời, rất là đẹp. Đẹp mà có mùi thơm bằng gỗ ngọc am. Đứng từ xa đã rất là thơm rồi. Đây là một Đức Phật đang ngồi trên một cái cây bồ đề rất là to, cao và sum suê. Còn đây là một chú tiểu đang chạy từ dưới lên trên. Khi mà mình đứng gần ở đây thì cái mùi nó vô cùng là thơm. Thơm như là mùi trầm và gỗ thì để nguyên gỗ. Vậy đó cô, cái này là nguyên khối luôn hả cô? Gỗ nguyên khối và gỗ rất là đẹp và cao thì từ dưới đế nên đến trên này là 1m09. Thế còn chiều sâu thì là 20. Chiều sâu là 20, còn chiều rộng như thế này là 60. Và đây là một tác phẩm có 102, bởi vì thực ra những cái sản phẩm mà được làm mới như thế này thì chỉ có làm được một bức thôi, bởi vì là cái gỗ sẽ phụ thuộc vào theo thế gỗ để họ làm. Và pho tượng này thì những người nghệ nhân đục tỉ mỉ trong vòng ba tháng rưỡi các bạn ấy mới đục xong. Và từng các cái đường nét một thì được các bạn ấy trau chuốt tỉ mẩn, cẩn thận, chi tiết để ra được một pho tượng như thế này. Khi mà sờ tay vào thì nó thơm mãi. Nó thơm bám mùi, nó thơm đúng rồi, nó bám mùi và nó rất là thơm. Và từng các cái bậc bước như là các cái bậc đá mà người chú tiểu đang trèo lên trên bậc bước như thế này thì đấy cũng thể hiện được là cái sự rất là thành kính, tri ân. Và khi mà bên trên này thì các cái đỉnh núi nhấp nhô, rồi là những cái cây mọc ở ven đường. Những người nghệ nhân họ đã rất là sáng tạo để ra được những cái sản phẩm mà vô cùng là đẹp, rất là quý giá, là những cái sản phẩm làm bằng tay, tiếng họ gọi là gì, handmade cả. Dạ đúng rồi. Nó rất là hiếm và nó có duy nhất. Và đây là một cái bình bát được những người nghệ nhân đục rất là đẹp và trong tay của Đức Phật. Và cái áo của ngài thì từng các cái đường nét rồi những cái áo, kể cả cái thế ngồi của ngài cũng rất là vững chãi, thế ngồi kiết già, ngồi kiết già nâng thẳng, nhưng mà khi mà cái áo trùm xuống thì nó đã che mất đôi chân và không nhìn thấy được cái đôi chân, nhưng mà nó lại nhìn ra một cái thế ngồi rất là vững chắc, rất là đẹp. Và cái bàn tay của ngài thì đang ở cái gọi là quyết ấn, nó rất là đẹp, nhưng mà nó lại rất là nhìn cái gương mặt của ngài rất là từ bi, hoan hỷ, rất là hạnh phúc. Và đặc biệt là những cái búi tóc xoăn gọn, nó vô cùng là đẹp. Và bên trên thì có cây tùng cũng như là cây bồ đề, làm cho cái thế ngồi của ngài cũng như là cái cảnh nó vô cùng là tuyệt vời, rất là tĩnh tại. Khi mà đi đâu đó về nhà nhìn thấy pho tượng như thế này thì cái tâm hồn của người ta đã cảm thấy là thanh tịnh, vượt trừ khổ ưu, diệt trừ chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Tức là nó có một cái thanh tịnh, nó làm cho cái tâm hồn của mọi người rất là thoát tục. Và mỗi khi mà mình ngồi ở trên bàn làm việc ra nhìn thấy chiêm bái ngài, cảm thấy trong lòng có một cái gì đấy rất là an lạc, thảnh thơi. Nhìn thấy ngài là nhìn thấy cả một cái gọi là một cái sự, một cái bầu trời gọi từ bi, tình yêu thương và lòng biết ơn. Vậy nên là mỗi khi mà làm ra được những cái tác phẩm tuyệt vời như thế này là những người nghệ nhân họ rất là trân trọng, họ rất là cẩn thận, tỉ mỉ, chỉn chu để ra được. Đây là một cái ngôi nhà được làm theo kiểu thô sơ thời xưa, như các cái gạch và bên trên này là những cái mái ngói. Nó tạo ra một cái bức tranh phong cảnh toàn cảnh vô cùng là đẹp, rất là tuyệt vời, bằng gỗ ngọc am thơm quý và rất là trân trọng. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, thành công. Và bất cứ khi nào khi mà quý khách có điều kiện, có nhu cầu đi đâu qua Bắc Ninh đến chỗ
số 1 Đồng Kỵ, công ty đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai để được tham quan. Nếu mà thuận duyên có thể mua sắm những đồ cỗ về nhà mình, Hướng Mai xin gửi lời biết ơn tới toàn thể gia đình quý khách. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng, thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào.